Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước. Trong đó có quy định nam nữ công chức viên chức không mặc quần jean, áo thun các loại khi đi làm. Mặc dù bộ quy tắc này trước khi ban hành đã được lấy ý kiến thăm dò, nhưng khi triển khai trên thực tế đã vấp phải dư luận trái chiều. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho rằng quần jean xanh là cấm tuyệt đối cán bộ công chức mặc đến công sở vì thấy kỳ kỳ. Tuy nhiên, vị lãnh đạo vừa nói thêm rằng văn bản quy định sử dụng từ không mặc chứ không phải cấm và quy định này được ban hành là hoàn toàn phù hợp. Chúng tôi cũng đã có nghiên cứu cái nguồn gốc của cái quần jean là nó xuất phát từ là các cái nước châu Âu rồi là du nhập vào Mỹ, thì coi như là cái quần jean này đó thì chủ yếu là dành cho những người lao động, những cái người mà công nhân, những cái người mà trực tiếp lao động sản xuất. Rồi đặc biệt thì chúng tôi cũng có nghiên cứu là những cái người mà chủ yếu là chăn cừu, chăn bò ở các cái nước là châu Âu. Cho nên là căn cứ vào cái này đó thì tôi thấy là áp dụng cho Việt Nam nói chung, cho thành phố Cần Thơ nói riêng thì nó không phù hợp với cái đặc điểm, tình hình cũng như là cái bản xứ của cái người Việt Nam. Cho nên là và cùng đó thì chúng tôi cũng đã có tham khảo một số cái quy tắc ứng xử của các tỉnh, thì thấy rằng là coi như là người ta cũng không cho là cán bộ công viên là mặc cái quần jean cũng như là áo thun. Là theo bộ quy tắc vừa được ban hành, trang phục làm việc của cán bộ công chức tại công sở hoặc trong thời gian thực thi nhiệm vụ công vụ phải đảm bảo gọn gàng, lịch sự, kín đáo, phù hợp với hoàn cảnh và đặc thù công việc. Đặc biệt đối với nữ phải mặc áo có tay, cả nam và nữ không mặc quần jean, áo thun các loại. Các bạn trẻ thì do là cái trang phục quần jean áo thun thì tất nhiên là mặc vào rất là thoải mái. Bản thân tôi cũng vậy, trong những cái giờ đi dã ngoại và các cái hoạt động ngoài trời chẳng hạn thì sử dụng cái trang phục đó thì nó rất là phù hợp. Tuy nhiên để mà sử dụng trong các cơ quan nhà nước và để tiếp xúc hàng ngày với người dân thì tôi nghĩ là nó không phù hợp lắm, và tôi nghĩ là cái quy định của ủy ban này nó cũng ra trong thời điểm này nó cũng phù hợp. Tuy nhiên, một số bình luận trên các trang mạng xã hội và các bài báo cho rằng việc mặc quần jean áo thun vẫn lịch sự, khỏe mạnh thì có gì mà phải cấm. Tư duy về công sở nên thoáng, căn bản nhất vẫn là thái độ phục vụ chứ không phải là quần jean áo thun. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự không đồng tình vì quy định vậy là quá cứng nhắc. Mặc dù nhận được những ý kiến trái chiều, nhưng lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định sẽ triển khai thực hiện bộ quy tắc này để xây dựng chuẩn mực người cán bộ công chức viên chức. Để thực thi các quy định, Sở Nội vụ thành phố sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra để có hướng xử lý đối với các trường hợp vi phạm không gương mẫu.